Theo cả nhà thì cái bãi này còn cá không? Bãi này được trước em làm luôn cách đây 1 tháng rồi mà câu không được con cá nào cả nhà. Có hai khả năng. Một á, là cái bãi này không còn cá. Hai là cái bãi này anh em vô câu nhiều quá nên em ăn không câu được con nào. Nên là hôm nay quyết định em sẽ ra làm thêm 2 đến 3 cái luồng nữa. Nếu mà em ăn không câu được cá thì thôi coi như bỏ. Quyết định vậy đi. Cũng xong rồi cả nhà ơi, em ăn dọn 1, 2, 3 cái luồng nha. Và thêm những cái luồng nhỏ hôm trước, tổng cộng là có 6 đường để câu. 3 đường ở bên trong và 3 đường ở bên ngoài nha. Hy vọng là em ăn sẽ câu lên được hugo ở những cái luồng này. Cả nhà cùng đón xem nha.